mạch nước ngầm, làng nghề truyền thống là một biểu tượng bền bỉ, đậm đà bản sắc riêng. Việc giữ gìn những nét đẹp văn hóa của làng nghề truyền thống đã có từ hàng trăm năm nay trong thời buổi cạnh tranh của nền kinh tế thị trường là niềm tự hào của người dân nơi đây. Không những thế, trong thời kỳ mở cửa và hội nhập, sự duy trì và phát triển của những làng nghề đã góp phần tích cực vào mức tăng trưởng kinh tế của địa phương. Với truyền thống lâu đời, nghề mộc Bích Chu đã được truyền qua nhiều thế hệ và ngày nay đang khá phát triển ở mảnh đất này. Trải qua nhiều thời kỳ, bằng những bàn tay khéo léo, tài hoa và khối óc sáng tạo của mình, mỗi người thợ ở làng nghề mộc Bích Chu đã làm rạng danh nghề mộc với những sản phẩm tinh xảo mà ít nơi nào có được. Nếp sống văn hóa truyền thống của người dân làng nghề mộc Bích Chu đã được kết tinh bởi sự nâng niu, trân trọng từng giá trị dù là nhỏ bé, giản đơn trong cuộc sống. Thành quả từ chính bàn tay công sức của cha ông gây dựng nên, đồng thời sáng tạo những nét văn hóa mới trong quá trình hội nhập. Về xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, chúng tôi được cảm nhận không khí của làng mộc rộn rã, âm thanh đủ đầy, no ấm. Qua lời giới thiệu, chúng tôi tới thăm xưởng sản xuất đồ gỗ của gia đình ông Trương Quốc Trương, thôn Bích Chu, là một người luôn tâm huyết với nghề. Vẫn hàng ngày hướng dẫn cho con cháu sản xuất những sản phẩm có độ tinh xảo để lưu truyền hậu thế. Với ông và những người thợ nơi đây thì nghề mộc luôn cần bàn tay khéo léo và sự tinh xảo. Mỗi người thợ ở làng nghề mộc Bích Chu luôn chú trọng quan tâm đến mẫu mã sản phẩm để phù hợp với yêu cầu thị hiếu của khách hàng. Mặt khác, luôn quan tâm đến chất lượng gỗ để đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Giờ đây, từ chiếc bào, cưa, đục, thước, búa, kìm, phay, khối lăng trụ, mũi khoan, các loại lưỡi cắt, mài đều đạt được sự tiện ích, linh hoạt và hiệu quả mà ai cũng phải thừa nhận. Nhờ vậy, năng suất, số lượng sản phẩm tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Sản phẩm của làng nghề Bích Chu nhìn thanh thoát từ mỗi họa tiết hoa văn chạm khắc, mẫu mã được thay đổi theo thị hiếu khách hàng. Để khẳng định thương hiệu của làng nghề, những người thợ trong làng vẫn ngày đêm thầm lặng cải tiến sáng tạo cho ra đời những sản phẩm mới tinh xảo hơn. Chúng tôi theo truyền thống nghề cha truyền con nối, mà bản thân chúng tôi là đi học thợ từ năm 13 tuổi. Tết này là tôi 70 tuổi, tức là hơn 50 năm gắn bó với nghề, tức là cả một cuộc đời truyền lại cho các con các cháu thế hệ sau này, tức là về để nghề này là nghề thuộc cha truyền con nối, mà cũng là cái nghề để nuôi sống các cháu và làm ăn kinh tế phát triển mạnh. Bí quyết của làng nghề mộc Bích Chu chúng tôi thì là để bố truyền cho con hoặc là truyền cho cái thế hệ người con cháu ở trong dân làng thôi, chứ cũng không truyền ra ngoài, có đôi cái cũng không truyền ra ngoài, nên là nó có bí quyết nó khác nhau. Nên là mỗi hiệp thợ mỗi khác, nhưng trong đó là Bích Chu chúng tôi đặc thù là giống nhau. Không phải ngẫu nhiên mà khi nhắc tới làng nghề mộc Bích Chu, người ta thường ca tụng làng nghề này. Trải qua hàng trăm năm, làng nghề này đã sống cùng với thời gian và ngày càng nổi tiếng trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm ở làng nghề Bích Chu ngày một nhiều với đủ loại hình phong phú và đa dạng, trao đổi rộng rãi khắp mọi miền đất nước và được thị trường ưa chuộng. Bởi trên mỗi loại hình sản phẩm, người thợ ở làng nghề mộc Bích Chu đã rất khéo tay, cách tân trang, gắn kết các chi tiết trang trí, khảm hoặc chạm. Ngày nay, lớp thợ kế thừa trong làng nghề Bích Chu vẫn duy trì được tinh hoa nghề truyền thống mà cha ông để lại. Không chỉ là tài hoa, trí tuệ của ông cha, với những đôi bàn tay vàng, các thế hệ hậu duệ hôm nay còn thổi vào đời sống tinh thần nhân dân nơi đây một sức sống mới, kết hợp cả truyền thống và hiện đại để nghề trường tồn với thời gian. Đó chính là các giá trị tinh hoa của văn hóa nghề. Làm nghề là truyền thống, vậy cha truyền con nối mà. Thế là mình đã được tiếp xúc với nghề là từ rất sớm, từ lúc còn nhỏ kìa. Nên thành ra là sau cái việc là trước rồi mình đi học cấp 1 rồi học phổ thông lên ấy, thì trong cái thời gian đấy mình đã được tiếp xúc rồi. Vì vậy thì sau cứ thời gian nó cứ dần dần thì mình cũng bước vào là làm nghề và nó say mê luôn. Từ cái lúc mà khoảng học hết lớp 6 rồi đi thì bắt đầu đã làm các việc theo bố.
Nói chung nghề mộc nói chung và nghề làm chế tác các đồ cổ này, về đồ cổ này thì nó nói chung là nó nếu mà mình làm mình say mê thì nó rất là hay. Đấy. Cái ví dụ như mình nói, ví dụ làm đồ ngang thì là cái hay của nó là ví dụ mình làm các cái sản phẩm như là đồ trơn ấy, ví dụ như cửa này, cái tủ này, cái giường này, như mình làm các cái mố như là cái ốc, cái mộng, làm sao ví dụ như là mình nói đồ trơn là nó phải là bạch mã, phải vuông nhau đấy, hoặc là ví dụ đồ tròn chẳng hạn là nó phải đúng cung đấy, đấy là đồ ngang. Còn nếu như làm đồ đục thì là nó có một cái nó có tính đặc thù riêng, là nó có tính tưởng tượng cao hơn, bởi vì là đồ đục này nó có nhiều cái thực tế để đeo vào cái sản phẩm của mình. Nghề truyền thống của gia đình em là cha truyền con nối, từ ông cha truyền lại cho bố mẹ lại truyền lại cho con cái, và nay mai em chỉ muốn theo cái nghề này để mà tạo vào cái nghề này để nay mai còn truyền cho các con các cháu nhà em. Mình đã làm nghề này là mình phải đi sâu vào nghề, phải yêu nghề để mà mong sao cái phát triển, vì là bây giờ bất kể ở địa phương nào thì thôi, người ta làm cái gì phải có cái tính yêu nghề, mà muốn yêu nghề được lâu thì rõ ràng cái tay nghề của mình phải phát huy lên, vì là bây xã hội cạnh tranh nhau nhiều cái lắm, cho nên mình phải làm thế nào phải làm đẹp thuận mắt ta, cả nhà đều thuận, các cụ nhà mình nhà ta đều bảo thế rồi, cho nên mình làm nay mai em huấn luyện và truyền lại cho các con các cháu nhà em cũng phải bảo ban từng chi tiết một. Không gian nội thất cổ điển sang trọng đang là một trong những ý tưởng về thiết kế nội thất của đa số gia đình có điều kiện hiện nay. Ở thời điểm này, khi thị trường đồ gỗ có nhiều hướng chậm lại, song các sản phẩm ở làng nghề mộc Bích Chu làm ra vẫn được khách hàng tin dùng và đặt hàng. Với phương châm giữ chữ tín bằng chất lượng sản phẩm, đặc biệt đề cao đạo đức nghề nghiệp, mỗi người thợ ở làng nghề này đã và đang đưa nghề mộc Bích Chu khẳng định thương hiệu làng nghề truyền thống. Làng nghề Bích Chu nó đã có ra đời từ lâu, để thể hiện rõ được cái chứng minh được cái điều từ lâu đó, xa xưa đó thì làng chúng tôi đã có nhà thờ tổ làng nghề. Chúng tôi sinh ra và lớn lên từ làng nghề thì được các thế hệ đi trước dìu dắt, và cũng chúng tôi cũng dần dần tiếp cận dần các cái thế hệ của các cụ, các ông, các cha chúng tôi để lại. Từ đó, cái nghề nghiệp chúng tôi đã tiếp cận và làm quen với nghề nghiệp tất cả các chi tiết, các đường nét hoa văn cổ xưa và hiện nay chúng tôi đã tiếp cận và cũng làm quen, và từ đó để rồi trau dồi lại cho các thế hệ mai sau. Thời gian có thể làm cho con người ta già đi, nhưng những sản phẩm đồ mộc của làng nghề Bích Chu đã được chạm khắc trên từng thớ gỗ thì vẫn được lưu giữ và trường tồn. Bởi đó là mồ hôi công sức, trí tuệ của những người thợ một đời bền bỉ với nghề. Làng mộc Bích Chu là một trong số ít làng nghề trên địa bàn tỉnh vừa mở rộng sản xuất mà vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống. Phải giàu lên từ nghề, đó là mong ước không chỉ của những người thợ mà đối với chính quyền địa phương và các cấp, các ngành, xã An Tường đều hướng đến. Làng nghề chúng tôi là nghề truyền thống, rất lâu đời, là rất phát triển. Thu nhập của chúng tôi là tương đối là vững, vì là nhân dân thì không có sự đói nghèo nhiều, chỉ có phát triển đi lên, nhà tầng rất nhiều. Sự phát triển đấy là cũng thể hiện là cái thu nhập của từng hộ khẩu. Và đường ngõ của chúng tôi là bê tông hóa toàn bộ, nhân dân đóng góp, tự làm. Đấy nên là sự phát triển rất lớn mạnh. Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, trong cơ chế thị trường hôm nay, để nghề mộc Bích Chu tiếp tục phát triển, rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành đến cơ chế chính sách, quy hoạch cụm làng nghề sản xuất tập trung để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất.